Mới đây, Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Điện lực và Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội đồng Trường Đại học Điện lực gồm 19 thành viên, gồm các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân có uy tín. Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng Trường có ý nghĩa quan trọng đối với Trường Đại học Điện lực, qua đó tăng cường dân chủ, nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý, chất lượng đào tạo, tiếp tục nâng tầm vai trò, trách nhiệm trong định hướng sự phát triển, mục tiêu chung của nhà trường. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng Trường, Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 cần có hoạt động cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường với nhiệm vụ trọng tâm là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững.